cận vào xương sống hàm mà, để cho cái vết thương hậu phẫu là tối thiểu. Tiếp theo là có thể là sẽ can thiệp, vì chúng ta nhìn thấy cái núm răng ở đây là những cái núm răng mà không mòn nhiều nên cái lực nhai sẽ rất là không là lớn đối với cô, nên là chúng ta sẽ có thể sẽ dùng một cái tận dụng hết cái chiều cao của sống hàm mà can thiệp mà không nâng xoang, không ghép xương, không mổ vặt. Có thể dùng cái mũi chiếc thai không quay, người ta ấn vào cái niêm mạc lợi tạo cái tết của ta đang kiểm soát cái hướng của cái chiếc pha cô há với cháu, chúng ta tạo ra một cái đường tiếp cận không có hàng cô há nữa các cháu, không đau đâu, không được sợ. Dừng lại ở cái mũi khoan 2.8 3.7. Cô há nữa, há to lắm chứ. Được. Cô cắn vào giúp cháu. Ở đây chúng ta cũng tận dụng cái cây nối implant để chúng ta kiểm tra hướng hại, hoặc gọi là khớp cắn của implant luôn. Chúng ta thấy là cái implant nó nằm, miệng của implant nó nằm ngang với cả cái xương sống hàm, và cái vị trí của cái implant cũng cái vùng lõm chúng ta tốt, bởi vì là cái lực vặn siết của cái implant như vừa nãy chúng ta siết, chúng ta thấy là cái lực đo nó chỉ được khoảng 25 N đi sang cái mét vuông, nên là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp mà đóng kín vặn chờ cái độ tích hợp xương ấy. Ở đây thì cái độ ổn định sơ khỏi là không đạt được cái tiêu chí để mà chúng ta có thể lắp huỳnh ngay, cũng như là chúng ta phải dùng cái vạt chúng ta che kín để đảm bảo an toàn, như implant nó là hoàn toàn vô khuẩn trong xương sống hàm trong quá trình tích hợp xương. Cái vạt này chúng ta vừa lấy ra được nhờ kết quả của cái kết quả làm việc của cái mũi chiếc phai. Bây giờ chúng ta đặt trở lại vào cái vị trí mà chúng ta cần đóng vạt, coi như đây là một cái động tác mà ghép vạt tự do không cuống. Đóng vết thương của cái vạt này nó góp phần vào cái việc, vào cái quá trình mà lành thương, và chúng ta có thể đóng cái vạt này theo 4-6 vị trí đối xứng nhau để giữ cái vạt nó nằm cố định vào trong cái, tất nhiên là không bóc tách và nó có lại được, tái lập lại được cái tuần hoàn cho cái vùng vạt này. Em thấy là cái vị trí cái vạt là tự do không cuống, chúng ta thấy nhé, chúng ta vừa đóng cái che chắn được cái vạt vào trên cái miệng implant, và bây giờ chúng ta cần một cái hình X-ray kiểm tra các cái vị trí implant.